làm dữ lắm nha, làm hết hồn. Cái màu xuất sắc không? Quá xuất sắc. Trời ơi đẹp quá ha, không có hạt gì hết luôn á. Không có hạt, rất là ngọt. Ngon lắm, nước đậm đà luôn. Nãy giờ Thảo ăn Thảo đuối luôn. Nó ngọt rồi, đổi chim vô nó bẻ ra luôn. Ôi mùi cái này còn hơi xanh nè, đáo quá. Đây. Kiss, golden nugget. Cái nhánh ngay chỗ Thái đang bước xuống nè, nó bị gãy. Dạ đẹp nè. Nó rất là nặng luôn. Mà nó không phải một chùm, mà nó rất là nhiều chùm muôn trong đây nè. Đó. Trời ơi, cái quýt nhà Thảo thấy nhiều chùm ha. Ở này một chùm nó có rất là nhiều trái luôn, mà nó dính chùm chùm lên. Hả? Cái này nó chùm nó giả, giả mang luôn á. Nó gãy là phải rồi. Nó dính chùm chùm lại, trái nó nhiều dữ lắm mà nó nặng. Quýt nó nặng thiệt luôn á, nên nó phải gãi thôi. Vinh Sơn ơi, Vinh Sơn, con ăn ổi đi. Đi. Anh hai ơi cầm đi, nhánh quýt đã quá anh hai. Hái một nhánh quýt luôn. Hai vợ chồng hái quýt. Rồi Thảo, hai vợ chồng Thảo đi theo phụ quả nè. Ơ, nhân viên mặt đất đâu hết rồi? Nhân viên mặt đất đâu? Mặt đất. À. Đây nè anh hai. Thợ chính la quá. Làm gì không? Không giỏi hồi không phát lương luôn. Mấy nhân viên mặt đất nè. Quay phim không đẹp cũng không phát lương luôn. Thôi, bà con ơi, lần đầu tiên Thảo lợi cái giường của cô á, kia thấy cái giường rộng mà rất là sạch sẽ. Lót cái mũ ở dưới. Đúng nha rồi. Rồi đào một cái lỗ vuông vuông tròn tròn, đất rất là tơi xốp và mà trồng cây vô. Đặc biệt là vườn của dì trồng cây trái ngon không luôn nha, là cây mắc tiền không á. Cái loại ngon không á, chứ không phải là trồng loại ấy đâu. Là giống như dì nói không ngon là dì đào lên dì bỏ dì trồng lại liền. Giống như là dì muốn trồng mấy cái loại nào mà ăn trái ngon, giống như quýt nè, đặc biệt á. Quýt thì dì trồng kisu không, chị thấy không? Kisu là cái trái nhỏ nhỏ mà rất là ngọt. Hôm qua chị hái thử ăn trái đó. Ngọt dữ lắm. Đó, luôn. Bứt trái thử. Còn cây quýt này là quýt gì? Gô nít gịch. Là cái loại này là trái sần sần da cứng mà ngọt. Ngọt không hột, trái lớn. À. Nếu mà mình trồng mình chưng Tết á, là mình trồng gô nít gịch. À. Là có loại ngon ha. Còn nếu mà mình em bé nhỏ là thích kisu nè. Kisu chút xíu. Đây nè. Trái chút xíu thôi mà ngọt như đường vậy. Đúng rồi, không có hột. Này, cái này là kisu nè. Lấy cái ấy Giang ơi. Dạ. Anh đẹp trai đã kéo một xe vô sau khi thu hoạch. Xe quýt. Quýt ở nhà họ không có giống quýt này, quýt này đặc biệt lạ hơn. Ổng hay đi chợ trời mua, bà con thấy ha. Vỏ dày. Đó. Bây giờ á Thảo mới hiểu là có nhiều loại quýt mà loại quýt nào nó ngon. Nên chia sẻ với bà con cô bác ha. Kisu trái nhỏ ngọt. Cái này fishy, trái nhỏ vừa vừa, ngọt thanh luôn, không có hạt. Còn có một cái nữa là golden nugget, giống như fishy mà bự hơn, chưng Tết ngon. Vỏ dày không hạt, cắt ra nó vàng ươm vậy đó. Cái vỏ nó thì cũng vàng ươm luôn. Ăn rất ngon. Thì mấy cái loại mà ăn ngon á thường nó không có đẹp. Giá tầm xùi vậy đó. Rồi hái sao Giang phải đi kiếm hả? Chỗ này sống rồi nha. Không phải, hái ở trong nhà để cho cô ngắm.